nãy giờ thầy kéo đủ rồi đấy, có khi sau cái ván này thì đi luôn thôi. Thầy nãy giờ mệt lắm rồi. Nào, overdrive của này là kết thúc luôn đi. Vàng, 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 good. Ba cái vàng. Và phát tấn xét. À chết rồi, con kia là xét mà. Nó tăng điểm rồi. Ship. Hồi máu cho cả team nữa. Hết mana rồi. Không hồi máu cho từng người một. Ông lại hết. Ông lại cũng hết mana nữa. Rồi xong. Lẽ ra nên chơi màu trắng. Chứ quả overdrive của thằng Vodka để màu trắng là tốt nhất. Tôi đi nhanh vào đây nào. Đánh nhau nãy giờ mệt lắm rồi. Lên tàu đi, đoạn này chắc là đi Luca rồi. Đi thôi. Đấy, cuối cùng cũng đến Luca rồi đấy. Trận đấu sẽ bắt đầu sớm thôi. Hãy nghỉ ngơi một chút đi. Bản đồ đây. Click and bot. Để cái Luca làm reset này gần Luca hơn để đéo đến luôn đi. Thế dấu. Mọi người ra đây ngắm cái gì ấy? Cái gì này? Hai người tâm sự riêng nha. Khéo yêu nhau. Ám ngựa yêu nhau mà. Về sau có cả con được em bé nữa cơ. Đẻ em bé cơ mà. Thằng này ngu này thôi. Được Lulu thích. Rồi mọi người đã về quanh. Kể chuyện gì mà ngạc nhiên ấy. Khi Mary vẫn âm thầm ủng hộ. Đứng sau bảo vệ. Có cái hòm nữa kìa. Lại hai potion tốt lắm. Dạ tôi chẳng lẽ phải hỏi từng người một thôi. Tôi đã hỏi rồi, tôi đi đây. Đi tìm Yuna nói chuyện nào. Ơ ai ngủ rồi. Ơ đôi tình nhân. Được về nhau. Đứng làm gì? Này, đang nói chuyện gì đây? Ai cho mày vào đây? À thì... tôi nhớ hắn rồi. Là cái tay ở Kilika. Hả? Được rồi. Là cái đội bò rừng B-Set. Bọn nó muốn đặt cúp đấy mà. À rồi. Mày chính là cái thằng ngốc đấy. Đừng gọi anh ta như vậy. Nhưng nó vẫn ngốc. Chúng thậm chí còn... chả bao giờ nghĩ được đến cái cút đâu. Này, mọi thứ đã thay đổi khi tôi ở đây. Đúng đấy, họ đã thắng. Anh ta từng là một cầu thủ nổi tiếng ở Kazakhstan. À, Kazakhstan. Thật không? Trời ạ, ở đó làm gì còn team nào nữa. Đúng rồi đấy. Ai lại chơi ở cái khu tàng tích đó chứ. Nó không phải là khu phế tích đâu. Có một thành phố ở đó. À thì tôi ở hơi gần Shin và có thành phố ở đó, thật đấy. Thôi được rồi.
nhà ấy, à đâu, cô nói thì là được chuẩn rồi, mọi người đều nể, sao lại phải bức xúc vậy nhỉ? Tìm xem cái bọn kia nó nói chuyện cái gì đã, biết đâu bọn tâm sự thầm kín gì với nhau rồi sao, đúng không? Ơ có bóng này. Ơ cái hai cái đứa kia nó tâm sự cái gì ở đâu nhỉ? Mình nhớ có mà. Ơ chẳng hay là mở lên trên này. Này nói gì cơ? Này thử ra đi. Cậu ấy có thể tìm được ai đó quen biết ở Luka hay sao? Nếu không thì sao? Cậu ta có thể ở lại luôn với cái đội bóng lõm được. Sao cơ? Vậy thì bỏ cậu ta ở Luka sao? Thế bây giờ em muốn anh làm sao bây giờ? Yuna muốn cậu ấy thành một cảnh binh. Ê, thì sao chứ? Cứ nói đi thôi. Sẽ nói thế nào đây? Không phải việc của tôi. Được rồi, là của tôi được chưa? Tại sao em lại muốn anh bảo với cậu ấy? Bởi vì bố của nó là Jack. Đợi đã, là sao? Cậu ta thật sự là con của Jack sao? Rất khó để nói, nhưng mà Yuna thì tin vậy. Thôi được rồi. Được rồi là sao? Cậu nói không đây? Được rồi. Cậu nói mà. Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất đấy. Sao mình còn nói cái gì nữa không? Trở thành bảo vệ của Yuna. Tại sao lại là tôi? Bởi vì Yuna không nói được. Tại sao không? Cậu ấy rất ghét là bố cậu ấy. Vậy cậu nghĩ thế nào khi mà nói với cậu ta là tôi muốn cậu trở thành một cảnh binh giống như cha của cậu? À, phức tạp quá nhỉ. Được rồi, được rồi. Tôi sẽ cố nói chuyện với cậu ấy sau giải đấu. Nhớ đấy. Được rồi. Mọi người có vẻ ít ý lắm. Lulu cũng không phải là loại phụ nữ lạnh lùng lắm đúng không? Này sao vậy? Em như là nổi điên lúc vừa nãy vậy. Họ thật là không biết điều. Em tin vào Zanarkand của anh. Em thật sự tin đấy, anh biết không? Có chuyện gì cơ? Ngài Z rất là thường xuyên kể cho em những câu chuyện. Rất là tuyệt nếu em có thể đến đấy ngày nào đó. Em rất thích đến đấy. À, vậy là Yuna muốn đến chỗ của tôi sao? Đúng rồi. Chắc là tôi sẽ đưa cô ấy đến thôi. Trời, đưa kiểu đéo gì đây. Chết mồ, bây giờ làm gì bây giờ? À, phòng thuyền trưởng. Không có gì đâu. Ôi chết cha, thế giờ làm gì bây giờ? Chẳng lẽ đi ngủ? Mình nhớ là có quả chơi bóng ở đây. Không biết có phải cái này không? À đây rồi. Hồi tưởng cái gì thế ta? Tưởng tượng mình là một cậu bé. Bố ở phía sau kìa. Cả cái thằng nhóc bí ẩn ở góc kia nữa. Được lắm, được lắm. Đang định thử nối nghiệp của ta đấy hả? Hãy nghe bài học này đây. Cú sút đó phải thực hiện như thế này này. Đấy.
rồi. Ông mày nhá, để kí này yêu. Nhóc chưa làm đâu, đừng được bận tâm, cưng ạ. Để kí này nó ông mày đặc biệt chả này. Không chỉ có mình con không làm được đâu. Ông là đặc biệt đó. Không ai làm được đâu. Ta là số một. Thử thách Jackpot. Ơ, mình không biết cái này đâu. Bet at the same time. X. Rồi. Xuống. Rồi. Được chưa? Ok. Tạch à? Thử lại nào. Thử lại được không ta? Ai nói gì ấy? Vậy là mình tạch cái thất bại cái thử thách này rồi. Cười. Chết rồi. Mình nhớ là cái này nếu mà đá chuẩn là có độ đoạn hội thoại cơ. Thôi mình đã toạch rồi. Thôi vậy. Anh đang cố đá quả giống của Jack đúng không? Ờ thì làm sao mà em biết? Jack đã cho em xem khi mà em còn bé. Cô ấy gọi đó là cái gì? Cú sút thành công Jack Mach 3. Trời ạ, một cái tên ngớ ngẩn đúng không? Em biết không? Chả có Mach 1 hay Mach 2 nào đâu. Ông già đặt cái tên là Mach 3 chỉ là để nghe có vẻ rất là cầu kỳ thôi. Họ cứ về nhà và nghĩ đến Mach 1, Mach 2. Và thế là họ nghĩ là cái đòn nó nguy hiểm lắm. Và anh thì như phát điên lên. Ông ấy còn sống đúng không? Em không biết nữa. Nhưng mà ngày Jack chính là người bảo vệ của cha em. Và ông ấy rất nổi tiếng đúng không? Đúng vậy. Nếu có chuyện gì xảy ra với ông ta, em nghĩ là mọi người sẽ bàn tán rất là nhiều. Mình sẽ biết ngay. Anh sẽ làm gì nếu anh tìm cho ông ta? Em biết không? Anh đã nghĩ ông ta chết cách đây 10 năm rồi. Anh sẽ đấm thẳng vào mặt ông ta. Sau mọi thứ ông ta làm với mẹ anh và anh, mà ông ta thì lại nổi tiếng rồi. Em hiểu chứ? Cha của anh quá nổi tiếng. Mọi người ở Siberia đều biết ông ta. Không đủ sao? Thật khó để theo nghiệp của cha đúng không? Nhưng mà có một người cha nổi tiếng thì rất là vinh hạnh đấy. Em nghĩ vậy. Thì không có quá nhiều vinh hạnh với bố anh đâu. Thật đấy. Cái gì đấy? Này, đến giờ đi ngủ rồi. Thằng nhóc kia.親父がルカに来るとは思えなかった。あいつ他人の活躍を見るのが嫌いだったからさ。だけど必ず何かが起きる。そんな胸騒ぎがして眠れなかった。大会で活躍するっす。なんて言ってたのは。さあ、私は彼女のワッカーと同じ。ドイツ国に来ていました。でも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 、私は彼女のワッカーと同じ。ド
lưu thì lưu. Wow, Luca to thế này. Lâu không chơi rồi, nhìn lại nó có thấy hoành tráng. Đồng nhỉ. Cái dòng Game Fantasy này thiết kế là những cái thành phố ảo, gọi là những thành phố hư cấu đẹp thật đấy. Này, qua đây. Con thuyền chở những cầu thủ đang đến rồi. Đây là những cầu thủ đến từ Kilika, đội quái vật Kilika, nơi mà triệu hồi sư nổi tiếng O'Haland đã từng chơi. Đó chính là một niềm vinh dự lớn. Khi thành phố của họ vừa mới bị tấn công bởi Shin, nhưng mà này, họ chắc chắn sẽ dừng những người riêng tư và mang chiếc cúp về như mọi khi thôi, đúng không? Đấy, đội tiếp theo đang xuống đó là... Ôi trời ơi! Nếu đây không phải là đội bò rừng bê sát sao? Họ vẫn còn sống à? Họ vẫn còn thở chưa? Thì không thể. Team của họ quá tệ. Đã 23 năm nay mà chưa bao giờ qua được vòng 1. Chỉ có một số các cái fan ít ỏi đang cổ vũ thôi. Ai, thật là may mắn cho họ đấy. Sau chuyến hành trình bê sát đúng ở đây gì mà. Sẽ trở lại ngay. Đội tiếp theo là ở đây, đội bóng Luka. Họ có sức mạnh, họ có tốc độ, họ có tinh thần đồng đội. Đây là lần họ quay trở về làm đội chủ nhà. Nếu không có rắc rối gì, họ sẽ lại vô địch năm nay thôi, đúng không? Cái đội Luka này thằng nào nó kinh kiệu thế. Nhìn phát chán. Đội Luka chính là số 1. Chẳng muốn nghe nữa. Trời ạ, năm nào cũng vậy. Đừng bận tâm nha. Gì đấy? Đứng đây này à? À, phát biểu. Dừng ngay lại. Hỡi bọn Luka kia. Chúng mày đang cười, nhưng mà sẽ không lâu đâu. Bởi vì năm nay đội bi sát của chúng tôi sẽ đoạt cúp. Master Mika đang ở đây. Ây, bến số 3. Có chuyện gì vậy? Nhà Mika đã đến rồi. Mika, Master là sao? Master Mika là người thủ lĩnh, thống lĩnh của tất cả những người ở Siberia. Ông ta đến đây bởi niềm tin là cái gì? 50 năm nay rồi. Ông ta không nghỉ hưu sao? Này, cẩn thận cái mồm đấy. Đến gặp ông ta nào. Có vẻ Maika rất nổi tiếng. Hắn đã ở đâu? Dám làm sao nhãng Yuna của mình. Chả thấy cái gì hết ạ. Thùng.